Mến chào tái ngộ quý khán thính giả thân thương trong bản tin Hoa Kỳ ngày 9 tháng 2 năm 2023 do Emily và Cộng sự thực hiện. Kính chúc cho tất cả quý vị có thật nhiều niềm vui, bình an và hạnh phúc. Trở lại chương trình hôm nay, Emily xin gửi tới quý vị những nội dung chính sau đây. Chính quyền ông Biden cam kết hợp tác với Trung Quốc Phát hiện chấn động, chính phủ Joe Biden tham nhũng hàng tỷ đô tiền hỗ trợ Covid-19 thông qua người chết Mỹ cần một chiến lược tốt hơn về Ukraine chứ không phải gửi vũ khí đi và hy vọng điều tốt nhất. Và sau đây là phần thông tin chi tiết. Thưa quý vị, vào ngày 8 tháng 2, chính quyền ông Joe Biden đã đọc thông điệp liên bang. Đây là bài phát biểu thông điệp liên bang thứ hai trong nhiệm kỳ của ông Biden và là bài phát biểu đầu tiên trước Hải viện do Đảng Cộng hòa kiểm soát. Ông Biden đề cập đến những thành tựu của nền kinh tế Mỹ trong giai đoạn hậu đại dịch COVID-19, khẳng định rằng Quốc hội dù bị chia sẻ sâu sắc vẫn có thể vượt qua sự khác biệt, đồng thời kêu gọi các thành viên thuộc đảng Cộng hòa hợp tác để cùng hoàn thành nỗ lực tái thiết nền kinh tế và đoàn kết quốc gia. Về tình hình kinh tế Mỹ, Joe Biden khẳng định, nền kinh tế đầu tàu thế giới đang ở vị thế tốt để tăng trưởng hơn so với bất cứ nền kinh tế nào, bất chấp tác động của đại dịch Covid-19 và cuộc xung đột tại Ukraine. Tổng thống Mỹ cũng kêu gọi quốc hội thông qua mức thuế thu nhập tối thiểu đối với các tỷ phú. Về đối ngoại, Joe Biden cam kết hợp tác với Trung Quốc để thúc đẩy các lợi ích của Mỹ cũng như của thế giới, tái khẳng định sự ủng hộ lâu dài của Mỹ đối với Ukraine. Phát hiện chấn động, chính phủ Joe Biden tham dũng hàng tỷ đô tiền hỗ trợ Covid-19 thông qua người chết. Thưa quý vị, thông cáo báo chí vào ngày 8 tháng 2 năm 2023 một cơ quan giám sát liên bang Mỹ tiết lộ rằng, chính quyền Biden nhiều khả năng đã trao khoảng 5,4 tỷ đô tiền cứu trợ COVID-19 cho những đối tượng đáng ngờ, và số tiền sau đó không biết đi về đâu. Cụ thể, Ủy ban trách nhiệm giải trình ứng phó đại dịch PRAC cho biết, họ đã xác định được con số 69.323 số an sinh xã hội đáng ngờ được sử dụng để nhận 5,4 tỷ đô từ hai chương trình hỗ trợ COVID-19 trong giai đoạn từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 12 năm 2022. Hai chương trình hỗ trợ vượt qua bão COVID -19 gồm khoản vay trước tổn thương kinh tế do thảm họa của cơ quan quản lý doanh nghiệp nhỏ SBA và chương trình bảo vệ tương lương PPP. Báo cáo của PRAC được công bố trước phiên điều trần về gian lận trong chi tiêu thời đại COVID-19, dự kiến diễn ra vào ngày mai trước Ủy ban Giám sát Hạ viện do Đảng Cộng hòa lãnh đạo. Theo hãng tin Reuters, Mỹ đã điều tra nhiều trường hợp gian lận có liên quan đến các chương trình hỗ trợ của chính phủ, chẳng hạn như là chương trình bảo vệ tiền lương PPP, bảo hiểm thất nghiệp và chương trình bảo hiểm y tế liên bang Medicare. Hồi tháng 5 năm 2021, Bộ trưởng Tư pháp Maurice Garland đã thành lập lực lượng đặc nhiệm chống gian lận COVID-19. Năm 2022, Bộ Tư pháp Mỹ bổ nhiệm trợ lý thứ trưởng Tư pháp Kevin Chamber làm người phụ trách chính cuộc điều tra những sai phạm lừa đảo liên quan nguồn quỹ cứu trợ Covid-19 được phát hiện ở nhiều bang của nước này. Tháng 9 năm 2022, Tổng thanh tra của Bộ Lao động Mỹ cho biết có khả năng 45,6 tỷ đô từ chương trình bảo hiểm thất nghiệp trong dịch Covid-19 đã bị trục lợi bằng cách sử dụng số an sinh xã hội của người đã chết để nhận tiền. Cũng trong tháng 9 năm ngoái, các công tố viên liên bang đã buộc tội hàng chục bị cáo vì ăn cắp 250 triệu đô từ chương trình viện trợ của chính phủ dùng để hỗ trợ trẻ em trong đại dịch. Liên quan đến tình hình Covid-19 ở Mỹ, Tòa Bạch Ốc vào ngày 1 tháng 2 năm 2023 cho biết, Chu Bình định dự định chấm dứt tình trạng khẩn cấp quốc gia và tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng do Covid-19 vào ngày 11 tháng 5, gần 3 năm sau khi nước này áp dụng nhiều biện pháp phòng chống đại dịch. Tình trạng khẩn cấp quốc gia về COVID-19 và khẩn cấp y tế công được công bố vào năm 2020 dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump. Tổng thống Biden sau đó nhiều lần gia hạn. Sau khi tình trạng khẩn cấp chấm dứt, những người có bảo hiểm y tế sẽ phải tự trả một số chi phí cho vaccine, xét nghiệm và điều trị COVID-19, trong khi người không có bảo hiểm sẽ phải thanh toán toàn bộ những chi phí đó. Văn phòng Quản lý và Ngân sách Mỹ OMB cho biết, Tổng thống Joe Biden sẽ phủ quyết một dự luật đề xuất tại Quốc hội về việc dỡ bỏ quy định tiêm vaccine COVID-19 bắt buộc đối với các nhân viên y tế làm việc trong một số chương trình liên bang. Mỹ cần một chiến lược tốt hơn về Ukraine, chứ không phải gợi vũ khí đi và hy vọng điều tốt nhất. Thưa quý vị, khi cuộc xâm lược Ukraine của Nga sắp bước sang năm thứ hai, thì chiến lược do Mỹ dẫn đầu là chuyển giao vũ khí cho Kiev và hy vọng kẻ yếu có thể đánh bại kẻ mạnh cần có sự điều chỉnh. Các bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin lẫn chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mark Milley đều bày tỏ mối lo ngại về việc Hoa Kỳ và Đức phân phát sẽ tăng cho Kiev. Tuy nhiên lại có tin đồn rằng yêu cầu tiếp theo của Ukraine là các chiến đấu cơ F-16 của Hoa Kỳ những người ủng hộ chiến lược chỉ gửi vũ khí thường dẫn chứng trường hợp của israel thường là với sự ngưỡng mộ israel không đòi hỏi mong muốn hay là yêu cầu quân đội mỹ chiến đấu vì đất nước của mình với vũ khí của mỹ và sự trợ giúp từ bên ngoài israel đánh bại kẻ thù của mình và giữ vững an ninh họ nói rằng ví dụ này là điều khiến cho chiến lược của chính phủ tổng thống biden trở nên hợp lý đó không phải là một ví dụ hoàn toàn tương tự Israel có kho vũ khí của riêng họ cùng với khả năng huấn luyện, đồng thời đã dành trọn thời kỳ hiện đại của mình để cải thiện năng lực đương đầu và đánh bại kẻ thù của mình. Mặc dù vậy, thì Israel vẫn nhận thấy mối ban giao của họ, đầu tiên là với Bộ Tư lệnh Châu Âu của Hoa Kỳ, EUCOM, và hiện thời là Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ, USANCOM, là một nguồn lực hợp tác đồng minh đáng hoan nghênh. Israel không yêu cầu quân đội Mỹ ủng hộ, nhưng họ chắc chắn xem bản thân là một phần của hệ thống phòng thủ hợp nhất tại Hồng Hải và xa hơn nữa. Hơn nữa, những kẻ thù nhà nước của Israel đã có học thuyết chiến trường, thiết bị và sự trợ giúp chính trị từ bên ngoài mà Israel có thể đối phó được. Các tác nhân phi nhà nước đại diện cho những thách thức mang bản chất khác nhưng không hiện hữu. Ở cả hai dạng thức trợ giúp khủng bố và hạt nhân thì Iran đặt ra một mối đe dọa mới và do đó học thuyết của Israel đã phát triển sao cho phù hợp. Mặt khác, Ukraine phải đối mặt với Nga. Và lịch sử quân sự của Nga là lịch sử nghiền nát cho đến khi địch thủ bỏ cuộc. Trước đây, số lượng người Nga mà Moscow sẵn sàng điều động ra chiến trường là vô tận, và việc phá hủy cơ sở hạ tầng của địch thủ cũng như là các mục tiêu dân sự là một phần của kế hoạch này. Cuộc chiến mà Stalin tiến hành ở Ukraine đã cướp đi sinh mạng của khoảng 3,9 triệu người Ukraine. Ước tính có khoảng 40.000 thường dân Liên Xô đã thiệt mạng trong trận chiến phòng thủ tại Stalingrad, cùng với 800.000 quân của phe trục và 1 100.000 binh lính Liên Xô bị sát hại, bị thương hoặc là bị bắt. Tổng cộng lại, số liệu của Nga cho thấy 8,6 triệu thương vong quân sự trong địa nhị thế chiến và từ 24 đến 27 triệu thương vong nói chung. Việc thuật lại chi tiết các số liệu thống kê nói trên không phải là để đề nghị hãy bỏ rơi Ukraine mà là để đánh giá một cách tổng thể các lựa chọn của Hoa Kỳ và NATO. Hơn nữa hãy nhận ra rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng có các lựa chọn. Ông Stefano Sani, Tổng thư ký của Cơ quan Hành động Ngoại giao Âu Châu của Liên minh Âu Châu cho biết. Nga hiện đang ở trong cuộc chiến với NATO và phương Tây, đồng thời nói thêm rằng ông Putin đã đưa cuộc chiến này sang một giai đoạn khác, làm dấy lên nỗi ám ảnh về một cuộc xung đột toàn cầu. Ông cho rằng ông Putin sẽ gia tăng các cuộc tấn công bừa bãi vào thường dân và các mục tiêu phi quân sự, đồng thời trả đũa phương Tây. Thưa quý vị, lựa chọn đầu tiên của Mỹ là quyết định mục tiêu đánh bại Nga, điều đó có thể bao gồm việc thông qua các mục tiêu đã nêu của tổng thống Ukraine Zelensky về thu hồi toàn bộ lãnh thổ Ukraine, bao gồm Crimea, buộc Nga bồi thường thiệt hại và xét xử tội phạm chiến tranh. Lựa chọn này có thể không bao gồm tất cả những điều đó, nhưng nếu kế hoạch này bao gồm cả việc đánh bật quân đội Nga, thì có thể sẽ cần đến binh lính phương Tây. Không quân NATO cùng với xe tăng có thể đẩy quân Wagner ra khỏi miền nam của Ukraine. Một cuộc tấn công của thủy quân lục chiến và Crimea có thể khiến cho người Nga rời đi. Người Nga sẽ bị đánh bại, có lẽ là vậy, thưa quý vị, và ông Putin có thể quyết định cuộc chiến này quan trọng đến nỗi là không thể thua. Vũ khí hạt nhân chiến trường là lựa chọn duy nhất mà ông ta có. Khi đó thì các cuộc tấn công vào các quốc gia không thuộc Joe Biden và Tổng thống Zelensky. Chúng tôi đâu có NATO khác hoặc là thậm chí các quốc gia NATO. Các nước NATO đã không tham gia, nhưng họ đã cư xử như thế, họ đã tham gia vậy. Và chiến tranh có thể xảy ra đến với họ dù muốn hay là không. Lựa chọn thứ hai là loan báo rằng các đồng minh sẽ tiếp tục cung cấp các loại vũ khí cho người Ukraine sử dụng, miễn là vẫn còn người Ukraine sống sót để sử dụng. Tất cả các số liệu thống kê về thương vong đều rất đáng ngờ, thế nhưng chính phạm vi các con số trong trường hợp này sẽ nói lên tất cả. Hồi đầu tháng 1, BBC đã đưa tin rằng có 13.000 thương vong quân sự và cao ủy Liên hiệp quốc về con người ghi nhận 17.994 thương vong dân sự. Tuy nhiên, hồi tháng 11 năm 2022, tướng Miu Ly đã ước tính có 200.000 thương vong quân sự ở tất cả các bên. Quý vị đang xem xét kỹ càng con số lớn hơn 100.000 binh sĩ Nga thiệt mạng và bị thương. Điều tương tự có thể xảy ra với Ukraine. Đúng là người Nga đang gặp khó khăn trong việc chiêu mộ binh lính để lấp đầy các hạng ngũ của mình, nhưng họ có một phạm vi chiêu mộ rộng lớn hơn. Đồng thời, có thể hiểu được rằng ngay cả trong phạm vi thương vong quân sự thấp hơn theo ước tính thì quân đội ukraine đã mất đi những quân nhân chuyên nghiệp được huấn luyện một cách tốt nhất ngay từ đầu cuộc chiến này các nguồn lực của họ ít ỏi hơn rất nhiều một lựa chọn thứ ba là quyết định rằng cuộc chiến này sẽ kết thúc bằng một giải pháp thương lượng một lần nữa đó không chỉ là một lựa chọn đối với phe đồng minh mà còn phải nhận được sự chấp thuận của ông vladimir putin ai sẽ đến thương thảo với ông putin Ông ấy bà ấy sẽ nói gì và việc ông Putin sẽ đáp lại như thế nào có thể tạo tiền đề cho các cuộc đàm phán ngay cả khi phải bưng ông Zelensky đến tham dự như là một đối tác bất đắc dĩ hoặc là không gì cả. Vì có nhiều vũ khí hơn và nhiều tiền bạc hơn, có lẽ không phải là một yếu tố quyết định trong các lựa chọn của Mỹ tại Ukraine. Các chiến lược trên chiến trường thì không giống như thế. Và thưa quý vị, bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin tức hôm nay do Emily và cộng sự thực hiện. Xin được kính chúc cho tất cả quý khán thính giả thường thường có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi chương trình của Emily. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bài bình luận kế tiếp. Quý vị đừng quên bấm đăng ký và bấm biểu tượng hình chuông bên phải để nhận được những bản tin mới nhất.